Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình đã đi ra biển và bây giờ đang là 1 giờ trưa, 1-2 giờ trưa rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi ra biển và bắt sò. Đây, bây giờ đang biển đang rút nước thì mọi người đang bắt sò đây rất nhiều nhá. Biển nó rút tận xuống dưới mà chiều nó rút nữa nhỉ, à thủy chiều nó lên chứ. À, rất nhiều người nhá, sẽ dựng tận xuống dưới đây. Đông người các bạn ạ. Đây, bãi biển đằng bên này không có mấy mà đằng này rất nhiều nhá. Rất nhiều vỏ này. Người ta sẽ bắt mang cái những cái vật dụng như đánh bắt chuyên như kia. Đấy. Có anh đang cào sò kìa. Mình cũng bắt được một con này. Ôi, tọt vào trong rồi. Rất nhiều vỏ bạn. Đó. Cái này là như các bối giấy á. Kinh nghiệm của những người dân ở đây.
lấy giờ nhặt được đúng một con do may mắn các bạn ạ. Đông đông là xem mọi người bắt cách bắt như nào để học tập ạ. Cứ có thể cứ tự mò như này chắc cũng không để thành công được. Đấy, mỗi lần người ta kéo vào kìa. Rất nhiều nha các bạn nhé. Niềm hân hoan phấn khởi của những người đánh cá, người bắt ốc, nghêu sò ở đây rất là vui đây. Đó, rất đông luôn. Buổi sáng có thể không có ai, nhưng khi mà nước rút để mà đưa những con sò thì rất đông. Có cái khả quan các bạn ạ. Ra xem nào. Bắt được đúng con duy nhất các bạn ạ. Do may mắn. Đó lại các bạn. Sao lại biết là đoạn này có ạ? À? À đây con kia lăn này, lăn đấy. Và con thứ hai, con thứ hai. Đây là nó cứ lăn lăn đấy. Nó nằm dưới đất. Đấy con lăn lăn này nó cũng nhỏ. Cái này nhiều à? Nhưng mà lạnh quá. Đây là cua rồi. Đây là cua rồi. Cái gì nhỉ? Hello.
Tiết ở đây có gì? Tao biết ở đấy có hả em? Em gái. Anh hỏi thật mà. Tôi đi theo cô này, con nhỏ này. Có con nhỏ chưa? Đây là sò gì hả cô? Sò huyết à? Đây là sò lông. Sò lông à? Sò lông. Ở ngoài Bắc. Buổi sáng ra không có ai nhưng mà buổi chiều, buổi trưa đông lắm. Hiện tại một người luôn. Lạnh quá trời. Ok cháu. Hai. Gửi cho Đại một ít sò lông này. Ăn sò lông không? Anh để anh mang về. Con nhỏ lên thả đi. Chứ mày ăn những con sò từ con bé là không được đâu em ạ. Đấy, Bù Khánh à. Ở đi biển về vào mùa này cũng hay hết đây. Sò lông nhá đại nhá, lắm lông lắm. Đó. Đâu thử xem à. Đi mò thử. Gì nhỉ? Chả là khác cái gì nhỉ? Là đi theo ông anh này thôi mà. Hiểu rồi. Hơi lạnh thôi. Đây mọi người đâu cũng đâu có lạnh đâu. À đây này. Đây rồi, nhìn thấy rồi. Đây cô ơi, chị ơi, đây này. Nhiều lắm.
đấy. Đây đây đây. Đây nhiêu đi. Nhớ nhỉ. Ba chị ăn tối rồi. Sao hôm đấy có ấy không nào? Hôm đấy làm một ra ngoài kia là xúc một đấy một túi kia thì á hồ còn sạch nữa. Ui. Lạnh như nhưng mà vui. Nước rút này thì mới có hàu thôi. Sóng đánh thì sẽ lộ ra đấy. Cậu đi xúc à? Ê, này đúng rồi. Dạ, nào con kia. Dạ, không biết tôi đạt đâu ấy. Từ trong miền Nam về à đó sáu Bắc Thành à quân Thành vâng sao mới về à vâng đấy ạ cháu là út ba thằng vâng à thế cháu biết rồi vâng vâng ta toàn người quen người quê ấy. Người quen yêu yêu ơi cháu rồi dép à thì sao nhóm kia nó vui vậy? Hết rồi. Tưởng nó sẽ găm vào chân đau lắm nhưng mà không ạ, đây là con nhỏ này cùng vỏ đông nghịt người thôi. Đây là gần Vinpearl Melia Vinpearl của người nhá Vinpearl cái gì nhỉ, nó là cửa sót của Hà Tĩnh, bên kia là của bác Phạm Nhật Vượng. Đó. Già trẻ gái trai từ lớn đến bé ra bắt chạy ra tận ngoài kia kìa. Mỗi lần về thì mỗi lần về thì xúc rất là nhiều, được rất là nhiều luôn, nặng trịch luôn. Thế là đi cào.
bụi ngập ngập lên tận trên này đây. Hình như biển lại dâng lên rồi sao ạ? Trước dâng lên rồi sao các bạn? Đánh quá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.